Rồi chào các bác, hôm nay em có mớ dây rửa xe Nhật bãi nè, rất là nhiều ha, quá trời trời luôn, rất là nhiều. Bác nào làm số lượng inbox em ha. Dây này thì em chưa có test nhưng mà sợi nào bể thì em đã vất riêng ra một góc rồi ha. Nhìn sợi nào lành thì em đã đặt riêng nó ra rồi. Muốn mua xô hay là mua kiểu gì em cũng bán ha, bác nào làm số lượng thì liên hệ em ha. Mua lẻ thì 800 ngàn một cuộn nha các bác. Dây này là dây bố thép của Nhật, dây Nhật bãi ha, hàng đẹp lắm. Đó, dây này một cuộn như vậy là 4 mét rưỡi nè. 4 mét rưỡi thì 150 một cuộn nha các bác. 4 mét rưỡi, 150 một cuộn. Các bác nối hai cuộn là thành 9 mét nè. Nó nhỏ nhỏ vậy thôi, nó là 4 mét rưỡi em đo thử rồi ha. Một cuộn nó 20 mét thì là 800 ngàn, một cuộn của nó là 7 kg đến 8 kg ha. Khoảng đó. Cuộn này mấy ký em chưa cân thử, nhưng mà cuộn 20 mét là khoảng 7 kg rưỡi hay là 8 kg gì em không nhớ. Nó nằm trong khoảng đó. Phi này là phi 20. Phi 20, lõi 13. Chân này là chân răng 21, các bác muốn mua chuyển cái kiểu gì xuống hay lên cũng được hết ha. Nó bán đầy hết trơn á, bác nào không mua thì nói em mua dùm cho ha. Những cái đầu mà nối ra để hợp với súng, ống, dây dở của các bác đó, nó bán đầy chứ không phải là không bán đâu ha. Đó rồi, bác nào làm số lượng thì liên hệ em ha, hôm nay thì quay sơ sơ vậy thôi. Cái này là sợi 20m nè, 20m, đó. Rất là nhiều. Cái này em về 5 bao. Dây thôi, còn máy rửa xe thì em vẫn bán ha. Bác nào làm máy rửa xe thì liên hệ em ha. Áp cao, áp thấp gì cũng có hết ha. Đó, dây rửa xe rất là nhiều. Quá trời trời luôn. Dây zin của nó là 4m và 20m, 4m rưỡi và 20m. Các bác thích mua 10m thì em cắt, em bấm 10m ha. 10, 15m em cắt hết. Cắt bấm cho phù hợp với các bác. Đó. Rồi, bác nào làm thì liên hệ em ha. Lẻ thì cứ liên hệ em vào Zalo ha. Đừng có bình luận ở trên bài ha. Tại vì em không có thời gian lên nó đọc. Rồi cũng không có để ý các bác đăng lúc nào nó cũng không báo về thì em cũng chả biết nữa. Nên các bác cứ vui lòng inbox vào Zalo hoặc trực tiếp cho em ha. Rồi, em chào các bác. Hẹn gặp lại trong cái video tiếp theo của em.